Không ai có thể biết được hố sâu tuyệt vọng là gì cho tới khi bản thân tự mình phải trải qua nó. Bị sa thải đột ngột khỏi một công việc yêu thích mà bạn đã làm trong hơn 10 năm qua. Sau đó thì bắt gặp được người yêu của mình đang ngoại tình và cặp kè với một người đàn ông khác. Những sự việc tồi tệ này thực sự khiến một người đàn ông phải suy nghĩ rất nhiều. Chết tiệt, các khoản cho vay thời sinh viên của tôi thậm chí còn chưa được trả hết. Cuộc sống này của tôi thực sự tệ hại. Sau một đêm khá buồn tẻ, bao gồm cả việc gửi đi khoảng 40 hồ sơ và những lá thư xin việc được viết một cách cẩu thả và qua loa, tôi đã thiếp đi một lúc. Khi thức dậy vào sáng hôm sau, tôi quyết định sẽ cố gắng để ít nhất thì có thể kiếm được một ít tiền khi đang ở nhà trong khi chờ đợi một cuộc phỏng vấn được gọi đến. Vào lúc đó, tôi nghĩ rằng cách tốt nhất để giải quyết vấn đề tiền nong này là hoàn thành những cuộc khảo sát trên mạng. Chúng thường mang lại những thẻ quà tặng tàu điện ngầm có trị giá khoảng 5 đô và những giá trị tương tự khác sau khoảng 1 giờ ngồi và trả lời các câu hỏi. Ý tôi là tôi không có bất kỳ kỹ năng nào khác để có thể mang lại thu nhập ngay lập tức cả, nên là tôi sẽ làm việc đó thay vì lãng phí cả ngày để chơi game trên máy tính. Ít nhất thì làm vậy, tôi cũng sẽ không phải tốn tiền để mua đồ ăn. Tôi đã thực hiện những cuộc khảo sát này trong khoảng 5 giờ đồng hồ. Nó thực sự khiến tôi muốn ngất đi. Làm việc này có vẻ mệt mỏi và kinh khủng hơn những gì mà tôi đã nghĩ ban đầu. Sau 5 giờ đồng hồ thì tôi đã tích lũy được khoảng 45 đô tiền mặt và cả tá thẻ quà tặng khác. 9 đô một giờ là khá nhiều so với tôi. Từ trước đến giờ thì tôi chưa bao giờ kiếm được nhiều tiền như vậy trong một tiếng. Tôi đã định đóng chiếc laptop của mình lại và đi đến một quán bar để cố gắng ép đi nỗi sầu của bản thân. Thì tôi nhìn thấy nó. Nó thậm chí còn không thực sự quá nổi bật, nhưng vì một lý do nào đó, nó đã thu hút được sự chú ý của tôi. Ở góc dưới cùng của trang web mà tôi đang truy cập, có một bảng quảng cáo nhỏ kỳ lạ. Có lẽ sự đơn giản của nó đã thu hút được tôi. Các chữ cái màu đen trơn với phông chữ tối giản cùng nội dung khảo sát kiếm tiền chồng lên trên một chiếc nền trắng hoàn toàn. Ít nhất thì nó đã đi thẳng vào vấn đề của tôi hiện tại. Tôi nghĩ rằng có làm thêm một cái nữa chắc cũng chả có vấn đề gì. Có thể gom được một ít tiền trước khi ra ngoài là một chuyện tốt mà. Tôi ngồi xuống, nhấp vào liên kết hình ảnh và chuẩn bị tinh thần để nghiền ngẫm một số câu hỏi chuẩn bị xuất hiện. Một vài câu hỏi đầu tiên khá đơn giản, mà thực sự là chúng không phải là một câu hỏi. Đó đúng hơn là thu thập dữ liệu. Tên, tuổi và nghề nghiệp của tôi. Tôi nghĩ thật kỳ lạ khi họ hỏi cả chiều cao và cân nặng của tôi nữa. Nhưng đến lúc mà câu hỏi đầu tiên thực sự xuất hiện lại là một chuyện khác. Tôi đã phải nhìn chằm chằm vào nó, mắt mở to và há hốc miệng. Có chờ mới biết được rằng tôi đã làm thế trong bao lâu. Cái quái gì vậy? Bằng ngôn ngữ mẹ đẻ dễ hiểu, nhưng đây là những gì hiển thị trên màn hình của tôi. Điều thôi thúc bạn nhìn về phía sau lưng hiện tại lớn đến mức nào. Có 5 tùy chọn bên dưới, từ không hề cho đến cực kỳ. Không có lý do nào khiến tôi phải sợ hãi vào lúc đó cả. Nhưng rồi tôi đã sợ. Tôi thắt chặt nhịp thở, cố gắng lắng nghe bất kỳ hành động nhỏ nào ở phía sau lưng, nhưng không có gì cả. Có lẽ sau khoảng 5 phút, tôi lấy hết can đảm của mình để quay lại và nhìn ra sau. Không có gì. Tôi thở phào nhẹ nhõm và đồng thời tự cảm thấy buồn cười bản thân mình. Đây hẳn là một trò đùa. Tuy nhiên, tôi đã quyết định sẽ giải trí với nó. Tôi chọn câu trả lời là bình thường và nhấp vào câu hỏi tiếp theo. Đây là những gì nó tiếp tục hiện lên. Tại sao bạn lại nhìn về phía sau? Tôi nhếch mép trước khi gõ tôi không biết vào phần trả lời và tiếp tục bấm chọn vào câu tiếp theo. Đây là câu hỏi thứ 3. Bạn đang trên máy bay. Ngoài bạn ra, chỉ còn một hành khách khác đang ngồi đâu đó phía sau bạn. Một lúc sau thì bạn đứng dậy để đi vệ sinh và thấy người đàn ông đó đã biến mất. Bạn kiểm tra xem anh ta có trong nhà vệ sinh duy nhất trên máy bay hay không, nhưng anh ta đã không ở đó. Bạn sẽ làm gì? Một lần nữa, tôi phải nhìn chằm chằm vào câu hỏi một cách ngu ngốc trong gần 10 phút. Đây có phải là một bài kiểm tra tính cách cầu kỳ nào đó hay không? Ý tôi là, nó buộc phải kỳ cục như vậy phải không? Tôi trả lời tương tự như câu hỏi trước. Tôi không biết. Đó là sự thật. Tôi không biết. Sao tôi có thể trả lời câu hỏi nhảm nhí này cơ chứ? Tôi bấm vào câu hỏi tiếp theo một lần nữa. Giờ thì tôi cảm thấy thú vị hơn bao giờ hết. Câu hỏi thứ tư như sau. Bạn thức dậy trong một khu rừng xa lạ. Lúc đó là vào ban đêm và ánh trăng chỉ có thể cung cấp cho bạn một lượng tầm nhìn ít ỏi. Cách bạn khoảng 30 thước, có một căn nhà nhỏ đang lờ mờ sáng. Cánh cửa thì đang mở và có một người phụ nữ đang mỉm cười và ra hiệu cho bạn vào trong. Bạn có đi không? Hãy giải thích tại sao? Câu hỏi này vẫn không bất kỳ quặc hơn câu hỏi trước là bao.
Vì vậy, phỏng đoán của tôi rằng đây là một bài kiểm tra tính cách kỳ quặc nào đó vẫn là hoàn toàn đúng. Tôi đã thực sự cố gắng trả lời câu hỏi này một cách đại khái như là sẽ đi vào trong vì đơn giản là không còn chỗ nào khác để đi. Một lần nữa, tôi bấm vào câu hỏi tiếp theo. Đáng lẽ ra, tôi không nên làm vậy. Các câu hỏi ngày càng bắt đầu trở nên khó hiểu hơn. Chúng không quá đáng sợ, nhưng lại thiếu rõ ràng. Chúng chỉ ngày càng trở nên kỳ lạ hơn và khiến tôi hoang mang hơn bao giờ hết. Nếu bạn đang tự hỏi tại sao tôi vẫn tiếp tục, thì tôi thực sự không thể đưa ra câu trả lời rõ ràng cho bạn về việc đó. Tôi chỉ cảm thấy như tôi phải làm vậy. Đó là cảm giác huyền bí, rùng rợn mà tôi không thể nào giải thích nổi. Nhưng tôi không thể dừng lại việc tiếp tục trả lời câu hỏi. Vì vậy, tôi cứ thế mà tiếp tục. Một số câu hỏi nổi bật mà tôi đã trả lời là: giả sử giữa đêm bạn thức dậy để đi tìm một thang máy trong nhà. Cứ sau nửa đêm, chiếc thang máy này lại mở ra trong 5 phút để lộ ra bản sao của bạn và ngày càng bị thương nặng theo thời gian. Bạn có tiếp tục sống như thế này không? Hay bạn sẽ đi vào thang máy một lần và kết thúc tất cả? Hay là bạn đang ở trong một phòng khách sạn nhưng bị đánh thức bởi một tiếng gõ cửa lớn ngoài cửa sổ. Bạn nhìn qua rèm và thấy có một người đàn ông dường như bị mất cả hai mắt ngoài đó. Anh ta đưa miệng vào tấm kính và bảo bạn rằng hãy giết người phụ nữ đang ở trong phòng tắm ngay lập tức. Bạn có nghe theo anh ta hay không? Nhưng có một cái thực sự làm tôi cảm thấy không thích một chút nào. Bạn đang xem video tại nhà với mẹ của mình, và một trong những đoạn video mà hai mẹ con đang xem có cảnh bà ấy bị sát hại bởi một kẻ đột nhập đeo mặt nạ. Mẹ bạn chỉ đơn giản là cười trước cảnh quay này mà không nói gì cả. Theo bạn, đây có phải chuyện đáng lo ngại hay không? Ngoài những câu hỏi điên rồ này, một số sự việc khá kỳ lạ đã xảy ra tại phòng tôi ngay bây giờ. Tôi đã nhận được tiếng gõ cửa khoảng 30 phút sau đó. Tôi nhìn qua lỗ nhòm trên cửa của mình thì thấy một anh chàng đang đứng đó, điên cuồng lắc đầu và miệng liên tục nói không, trong khi mắt nhìn thẳng vào tôi thông qua lỗ nhòm. Trông anh ta vô cùng sợ hãi, còn tôi thì rõ ràng là im phăng phắc và đã không nói gì cả. Tôi còn nhận được khoảng 10 cuộc điện thoại từ gã đó có tên là kiểm toán viên hiện ở trên phần tên cuộc gọi đến của tôi. Lần nào thì họ cũng để lại tin nhắn, nhưng tin nhắn chỉ là những bản ghi âm từ một người nào đó nói ra những con số nhưng tiếng lại rất rè. Thực ra, giờ nghĩ lại thì tôi lại thấy nó giống tiếng hét hơn. Khoảng một giờ sau khi những sự việc này diễn ra, tôi đã đang ở trên bờ vực của việc suy sụp tinh thần. Tôi sợ hãi và người như đông cứng lại mỗi khi nhìn về đằng sau, mặc dù không có dấu hiệu nào cho thấy bất kỳ thứ gì ở đó. Tôi nghe thấy tiếng cào nhẹ phát ra từ ống thông gió trong phòng, vì vậy tôi đã di chuyển chiếc ghế gài của mình ra để che nó lại. Cuối cùng, tôi đã tới được câu có vẻ như là cuối cùng để kết thúc cuộc khảo sát. Tuy nhiên, đó lại không phải là một câu hỏi. Nó chỉ đơn giản là một lời tuyên bố. Đừng để họ vào, họ không đáng tin cậy. Gần như là câu hỏi đó hiện lên như một lời báo trước. Tôi nghe thấy nhiều tiếng gõ cửa hơn khoảng 5 giây sau khi đọc nó. Từ từ và im lặng nhất có thể, tôi di chuyển tới ngoài phòng và nhìn qua lỗ nhòm cửa một lần nữa. Đó là một người khác với người tôi đã thấy trước đó. Lần này là một người phụ nữ, khoảng độ ngoài đôi mươi. Cô ấy đang mặc một chiếc áo khoác nỉ dày, mặc cho bên ngoài trời hiện tại đang khoảng 32 độ C. Cô ấy cũng đang đeo một chiếc kính râm. Vì vậy, tôi thực sự không thể biết được rằng cô ấy đang nhìn về đâu. Cuối cùng, cô ấy lấy ra một tờ giấy nhỏ trong túi và nhét nó xuống khe cửa. Tôi nhìn xuống, cầm lên và đọc nó. Nó đang nói dối, hãy rời khỏi căn hộ của anh ngay lập tức. Đã khoảng nửa tiếng kể từ lúc đó, tôi đã không thể nào nhìn vào màn hình máy tính hay là nhìn ra vào người phụ nữ ở phía bên ngoài. Cô ấy vẫn ở đó. Tôi có thể nhìn thấy bóng chân cô ta ở bên dưới khe cửa của mình. Tôi nghe thấy tiếng cửa sổ phòng ngủ của tôi mở ra cách đây vài phút, nhưng tôi đã đóng chặt cửa phòng lại bằng một chiếc ghế. Bây giờ thì tôi có thể nghe thấy tiếng lẩm bẩm méo mó nào đó phát ra từ sau nó. Có lẽ là hố sâu tuyệt vọng cũng không quá tệ, nhưng tôi phải làm cái quái gì ở đây cơ chứ.